Su 30 sải 80 dành cho các bác thích to và đầm nhá. Còn đây là Su 30 sải mini dành cho các bác thích nhỏ gọn và cơ động nhá. Nó về hai dòng này thì Su 30 sải to thì tốc độ nó sẽ to hơn, đầm hơn, nhưng nó sẽ không cơ động bằng mẫu Su 30 bé. Mẫu Su 30 bé này thì rất là nhỏ gọn nhưng mà nó sẽ có độ mướt và cơ động hơn nhá. Bây giờ em sẽ bay test luôn mẫu Su 30 sải to cho các bác xem nhá. Và tất nhiên những combo không thể thiếu: mạch cân bằng, đây nó đã có mạch cân bằng, mình chỉ cần thả tay ra là tự động bay nhé. Giờ mình sẽ lái về này, các bác nhả tay ra này, được chưa ạ? Máy bay tự động bay về luôn. Mình sẽ hơi lái sang đây một tí đây này, đó, nhả ra, máy bay tự động bay thẳng. Cực kỳ dễ luôn. Bây giờ sẽ đến với Su 30 sải bé, vẫn không thể thiếu mạch cân bằng. Các bác tập chơi có mạch cân bằng bay cực kỳ dễ luôn nhá. Đấy nhá, mình có mạch cân bằng cứ thế là bay luôn nhá. Lái rất là nhẹ luôn này. Nhả ra, máy bay tự động bay thẳng luôn nhá. Đây, mình nhả tay ra là máy bay tự động bay thẳng luôn này. Các bạn thấy nhá, cực kỳ là dễ luôn các bạn. Với hai mẫu như này, mọi người sẽ chọn mẫu nào?